con đấy, kỳ thị. Chúng con mời bố lên đây vui vẻ với chúng con để chuẩn bị kết thúc một cái không khí của một năm mới. Thì tiện có máy ghi âm ở đây, con xin bố một vài bài thơ. Những bài nào bố tâm đắc nhất thì bố đọc để ghi và làm kỷ niệm. Thế làm thứ mình cũng nên chắc là chúc Tết. Mong rồi đấy, mong rồi. Hôm nay cứ luôn mạnh khỏe, thế này là mọi mặt công tác để tiến bộ. Vâng. Để biểu diễn nước. Vâng, tốt quá, dạ mong muốn. Thế nhận hai thì theo yêu cầu là mê để ghi cái lời của bố về sau này. Vâng. Làm cái kỷ niệm. Vâng. Thế bố xin hát một bài thăng thêm vấn bệnh. Chứ là người nghèo nên chuyện trời. Vâng, tôi là bố đọc thơ chứ mà. Vâng, vâng. Vâng, bố đọc thơ. Thủy lăng mất dịch, chi thị đằng vân lộ, ngã tướng bình bộ thượng tăng thiên. Ngực nhớ xưa tí hội khai thiên hẳn nhất được, nhất nguyên nơi trời ở. Hỏi quê quán đã rời gần không ngừng, có tiện đường cá thử lên chơi. Tướng đông nam cửa ngõ nhà trời, tránh môn xuất nghi đoại môn nhập. Nhớ thuở trước phan đông lạc cập, đường thăng thiên cung bậc lại ngủ thay. Buổi văn minh nên gặp hội này, nên trời sẵn tàu bay không mấy chốc. Nhìn hàng cánh vẽ bay mấy chục, cưỡi gió mây thông thốc mây lên. Đã có kim chân lam bắc chỉ nguyện, theo thẳng núi đông thiên là núi ấy. 5 giờ sáng tàu vừa tới đấy, lúc dạo đông trời mới nhô ra. Thắp tay bái này, rời già rời mới hỏi đi đâu mà sướng thế. Thưa rằng có nhân gian sự thể, nên kêu trời trời dậy để được hay. Sao trời không mà lại riêng tây để cho bệnh lòng này chi lắng ta. Đồng thiên quan đồng thì giả, cử nhân kỷ nhân phú quý kỷ nhân bệnh. Trời đã sinh ai chẳng là thân người, dù có kẻ nợ nần chi ác nghiệp. Cũng có kẻ ăn tiêu không hết, người thì nần đến bệnh không ra. Thế mà rời bảo công là, rời lại bảo sinh ra rời dưỡng. Giờ đó mặt mắng thằng nói vướng, khéo dứt dây rơi xuống giống con nhà. Ông chúng con không giảng hảo ba ngươi đặt sách, sao mà không nhớ sách. Chữ minh tâm tự chi minh bạch, chữ thi bẩn có oán trách chi ông. Tạo hoa đơ không rất mực là công, người có đức nhẹ đâu không có phụ. Chữ rằng ti tùng ấm má ra hảo phú, trí tuệ thông minh thước phụ mẫn. Những kẻ si nhân câu quân tử gian quân ai chẳng có. Nông dạy không cho nó khá tài, nó hèn đàn trả nên ăn. Con khôn ngoan dẫu có khó khăn, khéo xu chết tạo tần rồi cũng được. Nay gặp hội giao long đắc ngũ, có định trung mà cũng có cân đa. Ta đã cho ta có bảo ai rồi mới biết chẳng sai tay tạo hóa. Kìa vương khải thạch thù nó nhá, ta suy đi tiền phú hoa hậu bình. Kể với lưng chính mãi thần, ta nhắc lại tiền bình mà hậu phú. Nghe hạ giới lệnh nghe ta nhủ, hãy trở về bảo nhũ nhân gian. Chớ thấy nghèo mà vội phản nàn, đừng thấy khó mà quan bất vọng. Chúng như con rỡ ông sẽ liệu, cứ vững tâm giữ đạo tin ngay. Nó giàu ảnh nó nhẹ cây mặt thì thôi cũng có ảnh dương mãi. Chúng như con thì ai ăn đứt tiền bạc nghèo, tai mắt có nghèo đâu. Thôi thôi con chớ có lo âu, đừng thấy khó mà lo âu chi đó. Chúng nó có mặt thay chúng nó, con có tài ác có vinh hoa. Chớ trách giận chớ giận người ta, thế mới kể cho ra là học thức. Nghe khuyên nhủ mấy lời tấm tức, lệnh rời công mà tả đức cao minh. Xuyên tàu ra thẳng núi vân trình, xuyên thẳng cánh dập dịch xuôi hạ giới. Thế là cái bài thân thương vấn đề biết chưa? Có còn bài nào nữa không? Thế bài thương mới đọc cái gì? Đúng không? Nhưng về xưa cũng người cô xóa rồi. Thế à, mỗi lại đọc lại. Thế chỉ là hát bài anh chơi mới. Còn thích cái bài đó. Còn là con trẻ mới đọc. Anh chơi mới. Hai anh em kết bạn chi tình. Xôi rằng xôi bạn tại tiên trinh. Mới rằng mới do như địa xuất. Hai anh em thủy chung như nhất. Hai anh em kết bạn giao ra. Mới hỏi xôi bác ở đâu ta. Xôi mới nói quê tôi Bách Cốc. Bốn hôm nay cháu bà nghè thóc, hai anh em kết bạn ra hòa. Xôi hỏi muối bác ở đâu ta, muối mới nói quê tôi Thiên Hồ.
bố tôi đây cháu bà chúa thủ hai nhân kết bạn nhau và tính mới đây anh nói mặn mà rồi lại ở ra lòng nguyên vẫn nguyên vẫn tin là mềm dẻo nghe là vua đến ngày thi tuyển hai em lục tuyển vào thi bài xuôi làm khôn khéo nhiều về quan trường chấm cho anh sơ đồ bài mới làm thất nghiêm tỷ ố trên không xương dưới nải không bị sơ đỗ rồi bái tổ kinh quy mới bậc trí mới ra ở về mới trở về ra công học trí kinh sử chuyên cần rồi ba năm lại tới khoa thi mới xu xếp phương thuyền mới chạy xuôi tọa tiền trung gia liền ấy đợi mới anh quyết đỗ khoa lại bài mới làm anh thật là hãy hỡi anh mới vào đi xuôi trong thế mới gọi hai anh em kết bạn giao thông đời đời mới có xuôi học chơi cái áo mũi hết bài kết bài xuôi mũi có chuyện đúng không bài xuôi mà chơi thì bận đến tháng xuôi không làm hết bận đến tháng này là rượu lưu linh cờ đế thích thơ lý bạch đàn bá gia đủ bốn thơ mới là lịch sử bá gia khéo cảnh đàn cầm cờ vua đế thích dưới trần đàn thôn lý bạch xuất khẩu thành thơ lưu linh rượu chín mười bỏ phân xây anh đã tạo hết nhau hay thì em đưa cái nhẫn này anh đeo thầy thế hôm nay đúng tháng bao giờ là bao nhiêu thế tức là cái bài cầm kỳ thi họa đâu vâng 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 cái bài này cầm kỳ thi họa vâng từ đây đến cái bài bình thắng mấy kết phủ thế nguyên chi thắng thoát về chữ bình lên lắc chữ duyên ai làm số phận xu lên đã đua thắm mặc hoa hèn mộng tươi con tạo hóa chi ơi chi tá đem sắc tài thu cả thiên đây thất thoáng đông xương gió vàng hắt mưa tuôn mẹ sầu niềm tâm sự thất tiêu mọi nỗi tâm sự này bất nói cùng anh chúng hay ngồi lẫn sống đời bực mình mà bỏ mấy lời vân vân nghĩ mình cũng dự thần con thân cũng dự thần quảng cáo luôn cũng thu môi son cũng má hồng cũng màu thi đệ cũng giàu chúng anh cũng trải chốt màu thanh vẻ quý cũng lão lùng thân rẻ hương sơn cũng hay nữ hạnh nữ công nữ ngôn cũng lịch nữ dung cũng lò vẻ quỷ quý bao lâu thuộc đích đoan trang chính của phục ngôn ở văn nghề lết sau xưa dám sai phận gái mà thưa khắp nhà việc canh cử tay đưa chân nhận đường dệt kêu bốn người ông đôi sau xem quốc sắc thiên tài đã trong nữ vấn lại ngoài nam phong khi nữ góp kiếm cung thị xã khi theo đòi kinh sử thi thư khi lựa vận khi so tơ khi thơ ý bạch khi cờ chương ba dẫu chẳng phải hoặc là kỳ dị nhưng cũng trong ý nghĩ thanh tân những mong vận hành đập trồng gieo cầu phải dị bất cân đưa vừa tuy chưa các cô thi hoàng hậu thì cũng rằng bệnh phụ phu nhân hoặc là tài tử giai nhân thì công sửa thứ nhân thăng cũng đành nay là gặp khoa ranh khôi giáp cũng bỏ công đánh sắp xoay hương những công trang điểm sửa khang vẫn treo giá ngọc ngà vàng cũng lên tưởng không nỗi giận duyên tự phật tưởng không đều đạt phấn phai xong một mai chính cuộc mông tròn đào còn đưa thắm nguyễn còn đưa tơ vẫn duyên phận ai ngờ tiếng nỗi nghĩ hồn cơn tức tối trăm triệu hay là duyên phận làm sao suy ra duyên phận đầm yêu thế mà hay là kém ra là mắt phượng hóa cho nên bốn tráng đông chê hay là nắng chặt lưng quê để dòng cung thấm để sơ nhị vượt hay là kém mồ hương nước thủy hay là thua mồ quý vẻ thanh hay là thua đẹp thua sinh thua son thua phấn thua tỉnh thua thi về một nỗi tiêu tiền thua bạc hóa cho nên thua sắc kém tài cho ai đã thua ai kẻ kia tám đàn kẻ này cân muốn trời đã biết ngàn thắng kẻ khó có dám đâu dám đỏ với dầu đành rằng mai tử đeo sầu nói tạm hấp muốn nghĩ xem lại rồi xuân xanh kể đôi mươi có lẽ quả mai còn ba bảy mươi tơ kẻ như đông đức nam gia kẻ là minh nội người là bộ lan cũng mang tiếng hồng nhan
đang nói thế, lỡ nào lên đường thì đã đi tặng thư. Bao nhiêu theo dệt y thường, vì người đã chung sang lấy tổng. Cứ mang tiếng mà hồng mạnh vẫn muốn năm năm chật vận phòng không. Há đầu qua trận triều âm, cho nên tuổi phấn kẹn hồng lắm thân. Mắt hàng đấy cũng mây mà hỏi, biết bao giờ được tới cảnh ngô. Bao giờ bắt lại cầu ưu mà cho hà trước chàng ngưng tới gần. Từng dòng dĩ thư xuân ngại hạ, cảnh tiêu điều thu quá xuân qua. Rất quan hỏi nguyệt than hoa, nguyệt che mây tối hoa đà hậu bông. Giải thể khắp so tơ mượn kén, đàn đổi dưới hiệu bén hoa men. Ngựa vành nghĩ cuộc giải thường, cờ yên bí hất, thơ tiên cúng vần. Đương thanh những âm thầm mới bóng mặt âm thầm bóng lại của quê. Buồn trung hương sớm đèn khuya hương mở nước tùng đèn re ngựa phiền. Buồn trung cảnh cảnh chiêm bóng hạ, buồn trung trăng trăng đắp non tây. Buồn trung ngọn cỏ lá cây thanh thanh theo ngọn gió bay tới bời.